Xin chào mọi người, đây là video được quay vào ngày 12 tháng 6 năm 2023. Ở trong clip ngày hôm nay, con sẽ mời mọi người cùng đến ngắm một dòng hoa phong lan thuộc kiểu đơn thân rễ gió. Loài này có tới 3 tên tiếng Việt cho mọi người gọi nhé. Thì con sẽ để cả 3 tên đó ở trên màn hình. Tên thứ nhất là lan đai cước, thứ hai là lan môi dài ba răng, thứ ba là râu mực thơm. Thì cái tên thứ nhất và tên thứ ba được dùng phổ biến nhất mọi người nhé. Còn cái tên mà râu dài, là môi dài ba răng á, cái tên nó còn thấy ít người gọi lắm mọi người. Hầu như chả có ai gọi đâu. Chủ yếu là người ta gọi là lan đai cước hoặc là lan râu mực thơm. Thì tên khoa học của nó con sẽ để ở trên góc màn hình nha. Đúng với cái tên của nó mọi người, rất là thơm. Và cái mùi hương của nó thì theo như cái lúc mà con ngửi á, thì con cảm thấy nó giống như mùi của trái lý. Ai mà đã từng ăn trái lý rồi thì mọi người cũng sẽ biết cái mùi hương của nó đúng không ạ? Thì cái mùi của trái lý cộng với lại cái mùi của hoa nhài, tức là ở trên cái bông hoa nó, nếu như chúng ta ngửi kỹ sẽ có hai cái mùi tương tự như vậy. Nhưng mà nó rất là đậm nha. Và nó thật sự gọi là nồng luôn, chứ không còn gọi là đậm bình thường nữa. Rất là nồng. Khi mọi người đứng từ xa, mọi người ngửi thì nó rất là nhẹ. Đứng từ xa ngửi thì cái mùi hương của nó gọi là mùi hương hỗn hợp đó mọi người. Nó rất là nhẹ và nó thoang thoảng thôi. Nhưng khi mọi người kê cái mũi của mình ở phạm vi cách từ bông cho tới cái mũi của mình á, là khoảng tầm từ 5 đến 10 cm á, 10 cm á, là cái mùi hoa nó rất là nồng, rất là khó ngửi luôn đó mọi người. Nó chỉ phù hợp thì chúng ta đứng xa chúng ta ngửi thôi. Thật sự mọi người rằng là chỉ có 5 bông như thế này thôi nhưng mà rất là thơm nha. Con đứng con quay nha mọi người á, nhưng mà con ngửi mùi rất là đậm luôn. Mặc dù chỉ có 5 bông, cái mùi nó đứng xa ngửi rất là dễ chịu, nhưng mà khi mà lại gần thì cái mùi nồng của nó làm cho chúng ta cảm giác như là khó ngửi. Thơm lắm mọi người ạ. Có 5 bông thôi mà thơm, siêu thơm luôn đó, chứ không phải thơm bình thường nữa. Thì cây này thì con không có bán đâu mọi người nha. Con quay cho mọi người chúng ta cùng ngắm hoa mọi người biết tới thôi. Cây này là do một người bạn tặng con. Cây này thì vùng phân bố của nó theo như con được biết là phân bố ở Lâm Đồng và một số tỉnh nhất định nữa mọi người nha. Phân bố chính thì ở Lâm Đồng. Được một người anh ở trên ở khu Đức Trọng á, anh kỷ niệm cho. Mọi người nhìn cái cấu tạo hoa của nó nè. Mỗi một bông hoa phong lan nó không có bông nào giống bông nào cả. Nhìn nó có vẻ như là giống nhau á, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn kỹ thì cứ mỗi một bông hoa phong lan, cứ một loài hoa phong lan sẽ có một cái kiểu cách riêng về cái khuôn hoa của nó, cấu tạo riêng của nó. Cái này này do sự hình thành của tạo hóa, do mẹ thiên nhiên sắp đặt cho nó. Loài này thì đúng theo kiểu là hương sắc vẹn toàn luôn đó mọi người. Đầy đủ. Do nó ít bông quá nên mọi người cảm thấy nó hơi xấu xấu á. Chứ còn nếu như mà nó nở nhiều đẹp lắm mọi người nha. Nó là một vòi hoa dài luôn đó mọi người. Một vòi hoa của nó rất là dài và trên một vòi hoa tối thiểu là ít nhất phải là 10 bông. Ít nhất là 10 bông nha. Do là cái cây này của con nó bị không mới vừa trồng hồi cuối năm 2022 á, cho nên mọi người nhìn là cây nó chưa được thuần hoàn toàn, mặc dù là rễ ra bám nè mọi người này, rễ ra bám vô cái phần giá thể nhân tạo nè, đây là cái bảng nhựa, nó rễ nó ra mà nó bám sơ rồi nhưng mà chưa gọi là thuần đâu, phải trồng một thời gian ít cũng phải 1-2 năm để cho nó lên bụi thì nó mới đẹp được. Cho nên là cây của con nó chỉ cho được có 5 bông thôi. Năm ngoái nó chỉ cho được 1 bông, năm nay cho được 5 bông. Nếu như mà cái giò nào mà cây khỏe mạnh á, mà chất cây nó tốt á, nó sẽ cho mình khoảng tầm một vòi. Ít nhất như con đã nói là 10 bông và tối thiểu cũng phải là từ 20 đến 30 bông cho một vòi. Vòi rất là dài nha. Vòi của nó có thể dài đến đây. Rất là dài, dài đến đây nè mọi người. Một chùm hoa và một cây có thể cho 4 đến 5 vòi hoa. Nếu như là cây to nha. Và hoa siêu thơm. Có nói thật mọi người, có 5 bông thôi mà ngửi đã nhức mũi rồi. Mà nếu như mà nhiều vòi, chắc phải 5-6 vòi thôi, con bảo đảm mọi người rằng là thơm nguyên một cái dàn lan của mình luôn. Thơm nức mũi luôn. Bỏ phòng khách thì đúng bài. Loại này thì con không biết cách mua bán đâu mọi người nhé. Tại vì cái này là con được tặng. Mấy cái cây lan này con chỉ yếu con sưu tầm thôi. Chủ yếu là anh em tặng, rồi anh em đổi cây cho con, gọi là trao đổi cho nhau á mọi người. Nếu như mọi người muốn sưu tầm cái cây này thì con nghĩ có một cách á, thì mọi người lên các ứng dụng mạng xã hội, sau đó mọi người gõ cái tên, một là tên khoa học của nó, hai là mọi người gõ là tên lan đai cước hoặc là lan râu mực thơm. Còn cái tên thứ hai mọi người đừng có dùng nha,
cái tên nó không thấy ít người gọi lắm, hầu như không ai gọi đâu. Một là lan đai cước, hai là lan râu mực thơm. Có cái chữ lan đằng trước mọi người nha, lan đai cước hoặc là lan râu mực thơm. Rồi mọi người thấy ai đăng những cái bài bài viết nào mà có liên quan đến cái hình hoa như thế này thì mọi người liên hệ với người ta để mọi người sưu tầm nhé. Thì đó là cái cách duy nhất thôi. Còn ngoài ra con chả biết cách nào để mua cây này cả. Vì con cũng không có mua bán loại này nên con không có biết mọi người nhé. Rồi cấu trúc hoa của nó nhìn rất là hay nha. Thì lý do mà nó gọi là môi môi dài ba răng thì con nghĩ là chắc là do cái này. Cái này thì con gọi là cái cằm chứ con chả gọi là cái môi đâu mọi người. Nhìn giống cái cằm. Giống cái cằm á mọi người. Đây. Nó có ba cái này thì chắc gọi là môi dài ba răng đây. Một này, cái giữa là cái bên hông này. Còn lý do mà gọi là râu mực thơm thì con chả hiểu tại sao người ta lại gọi là râu mực thơm, tại vì nhìn nó chả giống cái râu của con mực tí nào mọi người. Có một loại lan gọi là lan râu mực nha thì nó giống thiệt, nhưng mà thằng này nhìn nó chả có cái nét nào gọi là giống con râu mực cả. Nhưng mà thôi, người ta gọi tên truyền thống từ xưa đến giờ thì mình cũng phải gọi theo thôi mọi người. Chả hiểu. À, cái cấu tạo nhìn buồn cười mọi người, nó chỉ có một cái khúc tí xíu đây thôi. Đó. Rồi đây là video này chỉ có nhiêu đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.